Khi tôi có thằng bạn học võ. Ôi dồi ôi, mẹ tức thật chứ. Có chuyện gì đây ông bạn? Mày hôm nay đi đâu mà mặc đồ giống bác sĩ thế? Trời ơi, đây là võ phục hiểu chưa? À, nhưng mà để làm gì? Với kinh nghiệm của một người học võ, cụ thể là kinh nghiệm một ngày, thì tôi biết bạn đang gặp nguy hiểm, thế nên là tôi đến đây để giúp bạn. Người ta đấm xong mẹ giờ mới đến. Thôi, bạn dẫn tôi đi gặp thằng đấy đi. Vẫn còn gan đến đây à? Này tao không đến một mình. Giới thiệu một chút đi. Xin tự giới thiệu. Tao Lâm Chó Điên. Tao đá chân như một chân như của Trần Chân Chân vô ảnh cước tao đi giày có 42. Lên.